mai của việc xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Nha Trang tắm biển hay tắm cúng tàu tác giả cánh cò. Trong khi Việt Nam rất thành công trong việc chống lại đại dịch Corona bằng những biện pháp nhanh chóng nhất thì gần đây hiện tượng bất hợp tác với chính quyền đã dấy lên lo ngại dịch cúng tàu sẽ bùng phát tại hà nội đang làm chính phủ lo lắng và trong ngày hôm nay chính phủ có thể ban hành biện pháp lát đào đối với hệ thống chuyên chở công cộng vốn là đôi chân của người dân cả nước sau khi lệnh giới nghiêm đang được xem xét thì người dân được khuyên nên ở nhà không nên ra ngoài ngoại trừ khi rất cần thiết các nước trên thế giới đã ban hành luật lát đảo từ nhiều ngày trước và luật pháp của nhiều nơi rất nghiêm khắc trước các hành vi không tuân thủ của người dân. Riêng Việt Nam luật chưa ra những biện pháp chế tài nhưng đa số người dân tại các thành phố lớn đều tự thấy sức khỏe của mình và gia đình là nghiêm trọng nên hầu hết đều ở trong nhà và tránh không ra đường lần đầu tiên trong lịch sử Sài Gòn vắng vẻ một cách lạ thường vì người dân không sinh hoạt như trước. Quán xá đóng cửa, hàng rong vắng bóng, cà phê vỉa hè không còn tồn tại. Các hoạt động nhộn nhịp trước đây gần như không còn nữa và người dân vui vẻ thực hiện những điều mà chính phủ ban hành. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất tại Nha Trang vừa qua khiến cả nước xôn xao lo lắng khi hàng ngàn người Nha Trang vô tư tập trung tắm biển và được nhiều tờ báo loan tải. Nó giống như một sự phản bội công khai nỗ lực của chính phủ. Và người dân cả nước, nó giống như thách thức, mẻ mai sự công phá của con virus Vũ Hán. Và gần như nó lên não trạng của một bộ phận rất lớn trong dân chúng trước hiện tượng coi thường sự lây lan trong cộng đồng. Và nó nói lên dân trí thấp kém của những người ăn vẫn rất văn minh Nhưng hành động không khác thời ăn lông ở lỗ Lỗ tại ai trong hành vi này? Thứ nhất, dĩ nhiên là chính bản thân người tắm Thứ hai, là do hệ thống tuyên truyền chưa thông não Được những con người không bao giờ theo dõi tin tức Có liên quan đến gia đình và xã hội Thứ ba, quan trọng nhất là cách đối phó của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch mà chính phủ đưa ra chính quyền địa phương tuy biết hàng ngàn người tập trung tắm tại bờ biển do mình quản lý nhưng hầu như bất động trong nhiều tiếng đồng hồ không ai đưa ra biện pháp ngăn chặn cách ly hay ít nhất là kiểm soát danh tính của người tham gia để có biện pháp về sau những con người đó có thể mang mầm bệnh mà chưa biết và sự phát tán của chính bản thân họ trong cộng đồng là điều mà cả nước đang lo lắng. Vụ việc tại Bệnh viện Bạch Mai đang làm chính phủ phải cất công điều tra danh tính của hơn 40.000 người được cho là có khả năng lây nhiễm còn đang khiến cả nước run sợ. Thì Nha Trang sẽ là điều tồi tệ hơn vì hàng ngàn người tắm biển có thể khiến việt nam không hề thua kém ý hay tây ban nha những kẻ thiếu trách nhiệm này cần cách ly đặc biệt cho dù họ có mang mầm bệnh hay không và mọi chi phí họ phải chịu trả đây là biện pháp răng đe hữu hiệu nhất cho những địa phương khác nếu có người nào vẫn xem thường con virus cúng tàu này Nha Trang trước đây là nổi tiếng về các vụ đưa rước người Trung Quốc vào du lịch. Nay thành phố này không rước người mà rước cúm. Cũng là cách tôn vinh hữu nghĩa trắng. Đừng để hậu quả xảy ra khi một nhóm người thiếu ý thức không bị trừng phạt. Mai Quốc việc xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và bạn bè thân quyến khang an hạnh phúc Mai Quốc việc xin kính mời quý khán thính giả tiếp tục nghe bài 2 của tác giả Cánh Cò Hãy tránh xa Trung Quốc như tránh dịch Vậy là Trung Quốc đã lộ hẳn bộ mặt lừa đảo trước thế giới Phải nói là virus Vũ Hán góp phần làm cho sự thực phơi bày với tây phương khi nhiều nước trước đây vẫn u mê trước đồng tiền của trung quốc trước nhất là anh thủ tướng lên tiếng một cách trực diện với trung quốc khi họ phát hiện những bộ thác đến từ trung quốc đã nhiễm virus tàu không biết là bắc kinh cố cài cắm vào hay không nhưng bán cho anh những bộ kit gây nguy hiểm cho người dân vốn đang đau khổ vì virus như vậy là hành vi khó tha thứ Nếu không muốn nói là vô nhân tính Tây Ban Nha Nước có người chết cao nhất Khi mua bộ kiết thử nhanh từ Trung Quốc Đã phát hiện chỉ có 30% là chính xác Số phần trăm còn lại sẽ là nguy cơ tiềm ẩn cho cả nước này. Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Cộng Hòa Séc cũng cùng hiện trạng như Tây Ban Nha độ chính xác khiết thử nhanh chỉ 30% và các nước này đã gửi trả lại toàn bộ cho Trung Quốc. Riêng về khẩu trang, Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang không đạt tiêu chuẩn mua của Trung Quốc. Tất cả những bê bối này cho thấy Trung Quốc vẫn là nước chuyên giả mạo sản phẩm, lại còn tỏ vẻ phúc hậu và quan tâm trước nỗi đau của thế giới, nên báo chí và hệ thống truyền thông nhiều nước tây phương hiện đang cảnh báo sự thật này nước đức tiên phong đánh động về sự lừa lọc của trung quốc và khuyên can chính phủ hãy dừng lại mọi thương vụ với trung quốc sức mạnh của báo chí phương tây dĩ nhiên là mạnh mẽ vì chúng được người dân tin dùng và được bảo vệ bởi hiến pháp trong khi đó việt nam truy chưa có ai chết vì những báo chí lại không phản ảnh được những gì nguy hiểm còn hơn vai ớt tàu đó là hành vi bao vây kiềm chế áp lực gây hấn và thậm chí dắt mũi lãnh đạo Việt Nam trong nhiều thập niên qua Trung Quốc đã kiềm chế Việt Nam bằng sức mạnh mềm là kinh tế khiến cho chính phủ Việt Nam ngày càng bị trói chặt vào mối tương quan mua bán với phương Bắc Trung Quốc mua khá nhiều sản phẩm của Việt Nam nhưng bù lại họ cũng bán không ít vật dụng trong đó có hàng phế thải cho Hà Nội. Mua bán qua lại có lợi rất lớn cho cán bộ cao cấp, những người được lại quả sâu khi ký những dự án mua bán với Trung Quốc. Người dân không lấy làm lạ khi dịch vụ Vũ Hán lan tràn khắp thế giới, chính phủ ra lệnh cách ly toàn xã hội, thì Bộ trưởng Thương binh Xã hội lại lên tiếng xin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho 8.400 nhân công từ Trung Quốc được làm việc trở lại tại Việt Nam. Trung Quốc không hề sợ hãi dư luận quốc tế vì sau vụ vai ớt tàu tổ chức WHO đã lòi ra bộ mặt nhớp nhúa của những kẻ ham tiền bất kể lời thề Hespocaristic mà những nhân viên làm việc trong tổ chức này đã từng thề thốt. Hu đã tiếp tay với Trung Quốc giấu nhiếm con số tử vong thật và trì hoãn việc công bố tình trạng khẩn cấp nhằm giúp cho Trung Quốc che đậy hàng chục ngàn xác chết tại Vũ Hoán và nhiều nơi khác nữa. Trung Quốc đã lừa cả hệ thống chính trị Việt Nam qua các hiệp định biên giới để cấm cản Hà Nội không có quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Hàng ngàn người từ phương Bắc tràn xuống Việt Nam đang ám ảnh cả chế độ một trận đại dịch sắp sửa bùng nổ. Vậy mà Việt Nam vẫn chưa tỉnh thức. Ngày 2 tây tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Bỏ qua những lời hào nhoáng đậm chất đảng của hai bên, người dân không tin bất cứ lời nào phát sinh từ Trung Quốc, bởi hầu như cùng lúc sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu đánh cá của ông Trần Hồng Thọ, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt hải sản trên hải phận Việt Nam. Tám ngư dân mất tích và sau đó một ngày Trung Quốc trao trả lại các nạn nhân cho Việt Nam như một hành động ban ơn mặc dù những ngư dân này đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2019, người phát ngôn BNG Trung Quốc ông Lục Khảng trả lời một hãng thông tấn rằng việc tàu cảnh sát biển trung quốc đâm ra va và vào tàu của ngư dân việt nam đang hoạt động đánh cá ở vùng biển quần đảo hoàng sa thuộc chủ quyền việt nam hiện trung quốc đang chiếm giữ trái phép là hành động chấp pháp bình thường chính phủ việt nam cần làm gì trước những hành động chấp pháp bình thường này do đã chìm lún quá lâu vào mối quan hệ chính trị với Trung Quốc, nên tuy biết Bắc Kinh đẻo giả và trơ tráo Hà Nội vẫn quyết chí niến diện cho tới lúc đất nước này hoàn toàn bị Bắc Kinh không chê. Trong trận đại dịch đang xảy ra, nếu Việt Nam không khéo tránh dần những cái bắt tay của Trung Quốc, thì nước này cũng không có cách gì gây hấn thêm trên các mặt trận quân sự và kinh tế về quân sự Biển Đông không còn là ao nhà của Trung Quốc khi Mỹ công khai ra mặt trợ giúp đỡ Việt Nam. Về kinh tế hãy chọn niềm đau một lần này để xa lánh đồng nguyên dơ bẩn. Có rất nhiều thị trường tiềm năng chưa khai thác hết như EU, Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ. Việt Nam cần lưu tâm thay vì cứ chấp nhận là tay sai của Trung Quốc không có tình hữu nghị nào có lợi cho đất nước bằng sự tỉnh táo của chính phủ. Nếu ngay từ bây giờ Việt Nam cách ly với Trung Quốc hiệu quả như đang cách ly nhân dân trước dịch bệnh cúm tàu, thì lúc đó đất nước có thể ăn mừng thoát khỏi con vai ớt Bắc Kinh. Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương